dồn vào, và đây là Diana trong tay người chơi đường giữa của DK. Và ui, ánh mắt của Koma rất đăm chiêu về cái sự lựa chọn này của bên DK. Tôi nghĩ là hả thôi. Chắc là các bạn khán giả trên kênh 6 Quen Duy Kênh Tiếng Việt thì cũng đang phải comment là hỏi chấm hả hả. Diana đứng giữa dành cho Showmaker. Hôm qua có xem LPL thì có chơi combo Diana và Yasuo, nhưng đó là một con Diana đi rừng phải không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một con Diana ở khu vực đứng giữa cho Showmaker. Thường thì nó sẽ là phối hợp chiêu, nhưng lần này thì sẽ làm con Diana để đối đầu với Orianna trong tay của Faker. Lâu lắm rồi thì phải. Ngày xưa tôi xem OGN thì có một người rất là thích sử dụng Diana ở khu vực đứng giữa, đó là Ambition. Nhưng mà tại thì Ambition thành streamer mất rồi. Thật sự thì đây tôi nghĩ là tôi cũng không nói hơi quá đâu khi mà nói rằng là Zephyr là một trong những cái bộ não có rất nhiều những cái tính toán ở bên phía của DK, và anh ấy sẽ mang cái đối sách là Diana xuất hiện ở trong cái trận đấu này, trận đấu mở màn của cặp BO5 mà chúng ta đã được theo dõi một cái điều gì đó thú vị rồi. Hãy cùng chờ xem. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, vô cùng tuyệt vời trên chuyến tàu tới Jam Seal giữa T1 và DK trong buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu đang được diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên LCK Tiếng Việt với bản quyền thuộc về BoxSpot. Và chúng tôi rất là hy vọng các bạn khán giả sẽ để lại những lượt like, lượt follow, lượt subscribe cho các nền tảng phát sóng trực tiếp của chúng tôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới với diễn biến đầu tiên của cặp BO5 này. Ba đường của T1 có được một chút ưu thế ở trong những cái cấp độ đầu tiên, nhưng ở thời điểm hiện tại bắt đầu có những cái câu trả lời đến từ bên phía Diplosia, rồi pha đứng rình của Lucid nhưng đã bị phát hiện bởi một con mắt được cắm vào của đến từ Honor, và phá áp sát đến từ Kyria, nhưng ngay từ anh ta bị tấn công. Đây là bốn người của DK và Kyria không tốc biến, khả năng cao sẽ phải nằm lại trong pha này, và đó là tên xuyên phá với chiến công đầu cho A-Mình. Đó là nhịp di chuyển cực kỳ là tốt tới từ bên phía của Diplosia. Họ biết được rằng các thành viên bên phía T1 họ đang tập trung lại ở khu vực nửa trên của bản đồ, với việc là Honor đã có quyền kiểm soát ở khu vực sâu hư không. Nhưng ngay khi có được một nhịp lính đẩy lên, và khi mà Gumayoshi đang bận đóng băng cái nhịp lính đó lại ở khu vực đường dưới, thì Aiming cùng với cả Ke lên rất đơn giản là đi cùng nhau lên khu vực đường giữa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái lính ở đường dưới kia đang được đẩy lên với một cái mức cũng là tương đối cao rồi. Lucid có mặt ở đây, Showmaker sẵn sàng giao tranh. Một cú xoáy của Faker chỉ dính vào một người, và nhiều đó là không thể đủ được. Phát đó thì Showmaker chưa có được cấp độ 6, và đó là lý do tại sao mà T1 họ tổ chức một pha tấn công. Và rõ ràng cái tình huống di chuyển đến từ Aiming và Kelly là tốt hơn. Đội hình của T1 là một đội hình có Twisted Fate ở khu vực đứng trên, và họ sẽ rất là thích ăn sâu hư không để giúp cho Zerg có được một cái thế trận tốt hơn ở giai đoạn sau, với những cái pha chia 1-4 để đẩy. Với 5 cho đến 6 stack sâu hư không thì cái khả năng lấy công trình, khả năng đẩy cánh đến từ đường trên của T1 nó sẽ trở nên rất là nghiêm trọng vào DK. Ở cánh dưới này thì Kelly vừa rồi ăn một tình huống đông quy rất đau, và sát thương chồng vào đến từ một đội của T1, một pha đổ hoa hai người, nhưng sát thương đến từ Gubayushi là đủ. Sợi xích tội lỗi để có thể giữ chân bộ đội bên phía của T1, Faker tê lê xuống, nhưng ngay lập tức anh ta cần phải rút lui khi ở đây có cả sự có mặt của Showmaker và Lucid nữa. Nhưng tình huống mạng vừa rồi dành cho Gumayushi là ưu thế dành cho bộ 3, bộ 4 bên phía của T1 ở cánh dưới. Vẫn chưa ăn sâu lượt 2 đến từ bên phía của T1, khi mà chỉ còn 20 giây nữa thôi thì con sứ giả khe nứt nó sẽ xuất hiện để thay thế chỗ cho ba con sâu. Và nó khiến cho T1 chỉ có được 3 sâu ở trong 2 lượt ở ván đấu thứ nhất này thôi. 2 stack trụ dành cho rớt ở khu vực đứng trên, nhưng ở khu vực đứng dưới thì Gumayushi đang ăn CC. Anh ta bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy, nhưng vẫn là một pha lao theo nộ long cương đến từ Lucid. Tốc biến dứt điểm thành công Guma, nhưng Lucid đang bị kẹt lại ở trong tình huống này. Nhưng người đến từ DK đang là đông hơn, vẫn có được mạng dành cho Kyria, và Honor đang càn một cách quá khủng khiếp với con xin dao của anh ta. Double kill dành cho Kyria, Faker di chuyển xuống, Aiming còn 2 phép bổ trợ, và có thể sẽ là một pha đặt cầu để xoáy ép tốc biến đến từ người chơi xạ thủ của DK. Hai đội bỏ rồng rồi, hai đội không có ý định kiểm soát những con rồng nguyên tố. Và rồng muộn thế này thì tôi nghĩ rằng là Lucid đang muốn có một pha mở rồng. Rõ ràng là khi mà T1 Kyria ta thấy được rằng đối phương mở rồng thì anh ta lại ngắt cú bấm bay về nhà của mình mà thôi. Rớt đang, thậm chí là rớt cầm sứ giả luôn nhá. T1 đang để cho rớt cầm sứ giả để lấy chủ ở khu vực đứng trên. Còn DK thì đang có được cái ưu thế về mặt quân số, nhưng ngay lập tức có sự có mặt đến từ Kyria. Một pha tên xuyên phá khá là chất lượng, Kyria chỉ còn nửa cây máu mà thôi. Lấy cái Q2 đến từ Kyria nhưng chỉ là động thái để có thể kiểm soát con cua kỳ cục ở nửa dưới của bản đồ dành cho thành viên bên phía của T1 và Honor. Anh ta trừng phạt thành công. Vẫn là một cái phong độ trừng phạt rất cao đến từ người chơi đi rừng của T1 ở trong giai đoạn playoff này. Uy tín thế này thì có gì phải bàn nữa đúng không ạ? Mặc dù là bên phía của DK cũng như là T1, họ xác định là họ không muốn ăn con rồng này.
Nhưng khi mà thời điểm tới thì Honor vẫn cho mình một tình huống trừng phạt chính xác và ở đường trên. Ôi rớt chạy bằng cái định mệnh thì làm sao mà Kingen giữ chân được, trở về nhà an toàn từ từ rớt. Ở đường dưới Faker cùng với cả Honor đang di chuyển cùng với nhau để có thể bắt bớ vào trong Faker, nhưng không được đâu bởi vì Lucid đã tới và sẽ là công trình đầu tiên dành cho bên phía DK mặc dù T1 có sứ giả. Đội hình này của DK thì rất là phụ thuộc vào cái khả năng dùng chiêu đến từ Dyna. Nếu mà Showmaker xanh sao thì cũng sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn dành cho D+Gear ở trong những cái phút giây tiếp theo của ván đấu này. Cánh trên thì vẫn đang là cái ưu thế về khoản đẩy đường, nhưng mà Keria có thể gặp nguy hiểm với một pha phản công độ long cước đá ngược về và Keria face check sẽ phải nằm lại mà thôi. Mạng dành cho Kellyn à. Ok, vậy thì cũng không quá tệ, nhưng mà từ từ khoan đã, pha này rớt mà nằm xuống là rất tệ nha. Rớt, anh ta không có tốc biến, anh ta không có tốc hành và anh ta sẽ có thể phải nằm lại. Mạng dành cho Showmaker. Bây giờ Honor tới, Honor lao thẳng vào, Showmaker vẫn có thể về được. Và đây Honor vẫn đang cố gắng để có thể che chắn, chờ Faker xoáy được một người là Kellyn mà thôi. Không có đủ sát thương, Honor vẫn đang muốn lao vào. Kellyn rất tấp máu, Honor muốn cái mạng của Kellyn lắm rồi, nhưng Kellyn được đồng đội bế về đến tận nhà luôn. Và đó là lợi thế về giao tranh dành cho phía DK để có thể hỗ trợ các đường. Đầu tiên là Gubayushi với cái áp lực đến từ Aiming, và tiếp theo đó là Zeus với cái áp lực đến từ Kingen ở phía bên kia. Và Luzibok phi thân, tốc biến fail đến từ Keria rồi, và anh ta ăn sợi xích. Keria xử lý fail, dịch bệnh vây gọi bắt buộc phải cứu Keria mà thôi. Nổ hoang ngay lập tức đến từ phía chiều, Kellyn bán nguyện thực giúp cho Honor rút lui về. Nhưng ai cứu Kuma đây? Kuma dịch chiều cuối, Kuma mất tốc biến, Kuma đang bị Showmaker càn thẳng vào. Và Showmaker hạ gục thành công Kuma UC, tiếp tục là Keria lên bảng điểm số. Pha tổ chức tấn công không thành công đến từ bên phía T1, và cái giá phải trả đang là tương đối nặng rồi. Nhưng Showmaker bị kẹt lại và anh ta nằm xuống với sát thương cuối cùng thuộc về Faker. 3-3 ở đường giữa. Zerg đang chọn bài, Zerg đang tìm kiếm mục tiêu, Zerg ném bài vào trí của ấy mình. Kingen lao thẳng vào, anh ta vẫn cú phản công của mình, nhưng đó là cú tốc biến phản công làm choáng thành công và Zerg lên bảng theo đồng đội. 3 mạng dành cho bên phía của D+Gear, và Kingen vẫn đang tiếp tục với những phá gõ liên tục vào Faker cũng như là Honor, nhưng dừng lại ở đây thôi. 2-3 và đó là lợi thế dành cho DK. Các thành viên bên phía của DK đang là người triển khai trước. Keria còn dưới 50% HP. Kingen đang khiến cho Faker tương đối bận rộn bên phía bên này, nhưng có hạt thông nổ. Liệu rằng Honor có thể đi bộ vuốt dâu vào trừng phạt được nữa hay không đây? Bắt đầu lao vào trừng phạt không được nữa rồi. Rồng thứ hai dành cho bên phía của DK. Và T1 họ vẫn đang nhấp nhả lên một tình huống lao vào câu được đồng hồ tới từ Lucid. Lucid rất tinh quái trong pha vừa rồi, rớt cầm bài vàng chờ sẵn. Và đây là Kingen lao thẳng tới để đón rớt. Rớt buộc phải lui nhẹ ra, Kingen đang bị cấu máu, hai bên vẫn đang nhấp nhả. T1 đang không cho DK tiến ra đường giữa bởi vì thế lính đường giữa đang là có lợi dành cho T1. T1 đang làm rất tốt cái nhiệm vụ này và DK họ không mở giao tranh được. Faker có dịch chuyển cho nên anh ta sẽ đảm nhiệm cái thơ lính ở khu đường dưới, nhưng mà Faker cũng sẽ cần phải cẩn trọng khi mà Kingen đã hoàn thành xong cho mình 2 đồ rồi. Và đồ thứ 3 đấy từ Gonzax này sẽ là một cái đồng hồ cát duy khiến cho anh ta càng trở nên khó chịu hơn trong những cái pha lao vào và câu kéo chiêu của bên phía bên kia trên tuyến. Chúng ta vẫn đang được nhìn thấy cái lượng tiền là nhỉnh hơn, vượt trội hơn đến từ Zeus và Faker, nhưng nhiều đó vẫn là chưa đủ để giúp cho T1 có một cái thế trận áp đảo với các thành viên bên phía của D+Gear khi ở các đường còn lại. Lucid và Aiming vẫn đang làm rất tốt với cái khả năng farm, khả năng thăng tiến sức mạnh với những cái trận tướng như là Varus hay thậm chí là có Lucid vẫn đang rất áp lực đến từ Lucid. Một tình huống sau và vui cước lấy chiều cuối của Honor bằng thẳng vào Showmaker hút hai người. Ngay lập tức có tối hậu thư được gửi Lucid thấp máu, Lucid nằm xuống đổ hoa hai người. Ngay lập tức có định mệnh vây gọn, thì quan họ đang tới với nhiều người hơn ở trong thời gian này. Và Faker xoáy bảo vệ Guma Yuzi. Guma vẫn nằm xuống nhưng khả năng cao là Kingen cũng sẽ đi theo mà thôi. Kellyn lên bảng điểm số, Showmaker lao thẳng vào chung với đồng đội của mình nhưng giờ tới. Và T1 quét sạch hoàn toàn phần đội hình bên phía của D+Gear với cú double kill dành cho Faker, cú double kill dành cho vị trí của Zeus. Và Baron ở phút thứ 30 mở ra dành cho T1 rồi. Một pha giao tranh quá tuyệt vời của Faker và những người đồng đội. Đầu tiên là họ đã khiến cho DK bị chia cắt đội hình. Xạ thủ của DK không được tham gia vào giao tranh trong cái tình huống này. Mặc dù đã có một cái vị trí không phải là quá tệ tới từ Aiming, nhưng rớt tới, rớt nhìn thấy Aiming và rớt cô lập Aiming ra. Và ở phía bên trong kia, rất nhiều hiệu ứng được trồng vào khiến cho bên phía DK họ không giao tranh được. Đầu tiên là cú định mệnh vẫy gọi hất tung, cái thứ hai là lệnh sóng ngầm của Faker gần như là phá giao tranh hoàn toàn. Và thắng lợi hoàn toàn dành cho T1 trong pha giao tranh vừa rồi. T1 đang đẩy ở cánh dưới, họ đã có trụ 1 rồi, họ hướng tới cái trụ thứ 2. Và bọc giáp cốt của Showmaker thì cũng lao thẳng vào. Showmaker lại tiếp tục mở với pha hút hai người, nhưng bán nguyệt thương rất khó chịu đến từ Honor. Và Lucid lại là người nằm xuống đầu tiên. Guma Yuzi cùng với Keria đã thoát thành công, và pha này là pha gắn cầu. Nhưng Faker không có lệnh sóng âm, chỉ là một pha làm chậm mà thôi, nhưng nó là đủ để giữ chân hai thành viên bên phía của DK. Kingen sẽ đi theo Kellyn, liệu có phải là như vậy hay không? Đây Dujibok phi thân băng thẳng vào tối đầu thư, rớt đáp xuống với bài vàng và định mạnh. Etan em liên tục, anh mình không được chơi game một lần nữa.
Van Zert lên tiếng với cú double kill. Cùng pha quét sạch lần hai dành cho T1 và chiến thắng ở ván đấu đầu tiên, gõ cửa T1. Có thể giai đoạn đi đường T1 họ gặp rất nhiều vất vả, nhưng riêng về khả năng giao tranh, T1 vẫn biết cách làm sao để có thể chiến thắng. Và họ đã cực kỳ thành công trong điều đó. Họ lại một lần nữa khiến DK bị chia cắt. Và chính sự chia cắt đó đã khiến cho DK thất bại ở trong ván đấu đầu tiên. Ván thắng và tôi nghĩ rằng POG nên dành cho TF của Zeus với những cái tình huống mà anh ta đúng như Long nó chia cách đội hình rất tốt. Và hai tình huống liên tục aiming cứ bị đáp bài vàng, bài xanh vào đầu mà thôi. Và lượng sát thương đến từ một con TF 3-4 trang bị thì khiến cho aiming không thể thở nổi với cái nguồn đam mà thần sớm của T1 tạo ra. Tôi đang cảm giác rất lo lắng dành cho xếp hạng đơn trong buổi tối ngày hôm nay khi mà Ven được khóa lại trong tay của Zeus ở khu vực đường trên để đối đầu với Lai Zarian Sante của King Gương ở bên phía bên kia. Vậy là Tudor's Fate không còn thì pick Ven. Trận sau DK cầm Ven thì còn gì ta, còn Smolder ha, còn Tristana, còn rất nhiều những sự lựa chọn để cho Zeus lựa chọn, nhưng mà ván thứ hai này thì Zeus sẽ lấy Ven, một con bài và chúng ta đúng như những gì mà các bạn đã nghe Hoàng chia sẻ rồi, là con bài rất quen thuộc ở trong các trận đấu xếp hạng, kể cả xếp hạng Hàn, xếp hạng Việt, và với những biệt danh là Vaibu. Cánh trên đấy từ bên phía của T1 khi họ có Senna đứng dưới trong tay của Umayoshi, và con tướng thứ ba như tôi đã đề cập của Keria không phải là Sion như ở trong ván đấu trước nữa, và anh ta xuất hiện một con Senzuan đi khi mà đã tự ban đi Tamken, cũng như đối phương đã lựa chọn Nautilus để bắt cặp cùng với lại Senna trong tay của Umayoshi ở ván thi đấu này. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ tới với ván thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu BO5 giữa T1 và DK trong khuôn khổ Playoff LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt với bản quyền từ phía Boxsport. Và chúng tôi cũng rất mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm của các bạn khán giả và những lượt like, lượt follow, lượt subscribe cho các nền tảng phát sóng trực tiếp của chúng tôi, và để xem liệu rằng là thần sấm có gặp khó trong tình huống này hay không. Đúng là gặp khó thật rồi. DK họ kéo tới 3 người lên khu vực nửa trên của bản đồ. Cua trên đang được kiểm soát đến từ Lucid. Honor không có trừng phạt trong tình huống này. Honor đang làm gì đây? Đang muốn đai trụ à? Như vậy là Honor muốn tấn công trong tình huống này. Đánh ngạn hoa soi sáng phát hiện ra 2-3 nhưng chưa phát hiện ra Lucid. Cánh dưới lại có một pha đánh nhau. Camera liên tục ở hai khu vực đang có giao tranh, và Lucid cùng với Honor đang tay đôi, nhưng bùa sạch đang góp Honor quay lại góp vào Lucid. Ven của Zerg có mặt một tình huống. Ôi! Anh ta có một cú E nhưng không có làm choáng, nhưng vẫn là chiến công đầu dành cho người chơi đi dựng bên phía của T1. Và Faker tới, Showmaker tới, 2-2. Một pha mở đường vào thẳng cái bè công không ra, rất ăn quy ba, rất nằm xuống, và đó là 2-1, 2-2 khi Faker tốc biến qua. Nhưng King Gun liệu có để cho Faker thoát trong tình huống này hay không? Đây, Faker có bùa đỏ làm chậm rất khó chịu, nhưng King Gun đang đập thần khí Antofo liên tục vào người của Faker, tiếp tục là đánh tay và thêm là một cú quy ba nữa, nhưng quy ba của King Gun đã không thành công. Faker hồ lại cho mình ca lưu đậu và anh ta sẽ thoát được trong tình huống này. DK đang di chuyển ra nhưng có lẽ chỉ là đi ra ngắm nghía thôi. Ơi từ từ khoan đã, tôi nói hơi sớm, Lucid đang có mặt ở đây. Lucid sẽ đi bộ vút dâu vào được hay không đây? Không được rồi, đi bộ không vào được tới nơi và sẽ lui ra dòng đầu tiên dành cho bên phía của T1. Có ra đó sẽ chỉ là một cái động thái để DK muốn xem là cái tốc độ ăn dòng của T1 có đủ nhanh hay không. Và móc không thành công đến từ Kelly rồi. Để xem là Zerg anh ta đi đọt thế nào với con Sante của đối phương. Đây là một kèo đấu mà rõ ràng Zerg sẽ có được ưu thế về mặt chất tướng. Và phép bổ trợ của Zerg cũng đang hồi lại tương đối rồi. Đã hồi lại tốc hành và chuẩn bị hồi lại cho mình cả cái tốc biến nữa. Đứng giữa thì Faker nãy giờ đang là người đẩy tốt hơn so với lại Showmaker. Nhưng hai cánh đang không hề có tầm nhìn nha. Faker chỉ có một cái con bắt ở gần bụi cỏ thôi, và Kelly di chuyển tới rồi. Showmaker đang chắn không cho Faker bay về với ca lưu đậu, nhưng Faker dùng phần trên hệ là tốc biến móc mỏ neo thành công. Faker bị giữ chân lại trông choáng, trông thêm một cú làm choáng nữa với bẻ cong không gian và quá nhiều choáng. Faker đóng vài người bất tỉnh trong pha vừa rồi với điểm hạ gục dành cho Lucid. Áp lực đến từ T1 ở cánh dưới vẫn là có, với khả năng đẩy đường tốt hơn và cái ưu thế khi mà cặp đôi Senna và con Sejuani của Keria đã đạp cho mình cấp độ 6, cấp độ 7, cấp độ 8 với hai cú chiêu cuối sẵn sàng. T1 đang có một tình huống xử lý con dòng nguyên tố thứ hai này, nhưng rõ ràng là DK sẽ không để điều đó xảy ra một cách đơn giản đâu. Họ đang kéo ba người tới cú móc bỏ neo vào Keria, người trâu nhất bên phía đội hình của T1. Keria sẽ rút lui được trong tình huống này khi anh ta vẫn còn tốc biến, nhưng đã bắt buộc phải sử dụng tốc biến rồi. Thì T1 quyết định là bỏ rồng
Kingston cũng có một tình huống sử dụng dịch chuyển vòng sau, và với lợi thế về người này thì bên phía của DK đang muốn có một tình huống tấn công. Kellyn sử dụng tốc biến móc bỏ neo nhưng Faker đã lui về được với các lưu động, và tạm thời thì hai bên rút lui với việc là G1 có được một chút nào đó lợi thế về mặt phép bổ trợ và khoảng trống dành cho Zeus ở cánh trên để anh ta lấy giáp trụ. Ở cánh dưới thì cũng đang là tiền tổng đến từ Keria và Umayoshi cũng đang nhỉnh hơn so với lại Aiming và Kellyn ở bên phía bên kia nha. Nhưng mà Keria không tốc biến và Keria có thể bị trồng choáng nhưng anh ta rất trâu. Keria đã có tim băng rồi và thậm chí là phản công đến từ bên phía của G1, nhưng Kellyn cũng không còn tốc biến nữa và mạng sẽ được nhường dành cho Umayoshi trong pha thi đấu này. Một cái nhịp di chuyển lỗi tới từ bên phía của DK và họ phải trả giá, họ còn phải trả thêm một cái giá nữa là cái tốc biến tới từ Aiming, và bây giờ là Zerg đang bị tấn công. Showmaker rất là cọc cằn, tốc biến thẳng vào dùng chiêu cuối vào người của Zerg, nhưng Zerg cũng tốc biến để có thể thoát lui khỏi tình huống nguy hiểm đó. Chính quan họ đang muốn giao tranh ở khu vực hang sứ giả, họ đã đẩy Zerg ngược trở lại lên khu vực nửa trên của bản đồ. Và khi nhận thấy rằng là Zerg không có ở đường dưới thì DK họ đang côn trong cái pha đó. Như DK họ đang muốn giao tranh, tình huống là bật trừng phạt tốt tới từ Lucid. Giao tranh nổ ra, Kyria đang mất tương đối nhiều máu, nhưng bên phía bên kia Kellyn mất nhiều máu hơn. Kellyn rất thấp máu rồi, Kellyn sẽ phải nằm lại, nhưng trước đó là Kyria cũng đã phải nằm. Hai người chơi hỗ trợ đã phải nằm xuống. Lava tới từ Lucid bị đẩy ra bởi kết án. Zerg vẫn đang bắn rất nóng với Smicker. Smicker không có gì để chạy nữa rồi, và đó là hai mạng dành cho T1 Zerg. Zerg là người có được cú double kill trong pha xử lý sứ giả vừa rồi, mặc dù D+ Kia là người có được sứ giả với tình huống trừng phạt thành công của Lucid. Nó sẽ cần phải rút lui mà Zerg đang đẩy thẳng vào trụ 2 rồi. Smicker, anh ta có sách phép và anh ta đang bật tốc hành, đánh thông nổ nâng cấp và di chuyển lên cánh trên mà thôi. Thì tạm thời thì sẽ là một nhịp đánh ngược lại à. Wow. Như vậy là DK nhận thấy rằng là Zerg cũng sẽ có một pha lùi về, và họ tiếp tục đẩy ở khu vực đứng giữa với một pha tấn công đến từ 4-5 người của họ hay chăng đây. Lợi thế về người đang thuộc về bên phía D+ Kia, khu vực đứng giữa không còn trụ giữa lực nữa, nhưng bên phía của T1 có một cái trụ Surima lại móc vào mẹ công không ra. Lần này thì Honor không kịp tỉnh để làm bất cứ một điều gì cả, Zerg bật chiêu cuối để lấy trụ ở cánh trên. Và sẽ là một mạng của Honor đổi lấy một cái trụ thứ hai dành cho Zeus. Đó là điều mà bên phía T1 họ buộc phải đánh đổi, và họ chấp nhận đánh đổi trong pha vừa rồi. Còn đối với cả DK thì sao? DK họ đã có một tình huống giao tranh và dồn hiệu ứng khống chế cực kỳ tuyệt vời với cú tốc biến móc mỏ neo lại một lần nữa là chính xác tới từ Kellyn. Và cái bẻ cong không gian ngay rìa tới từ Showmaker đã khiến cho người chơi đi rừng của T1 không còn thấy đâu trên bản đồ cả. Rồng thứ ba trên toàn bản đồ sẽ thuộc về bên phía của DK, nhưng mà cái giá mà họ phải trả mà không hề nhỏ một chút nào. Bên phía của DK họ có cái khả năng giao tranh nhỏ lẻ và cả khả năng giao tranh tổng cũng tương đối là tốt, khi mà họ đang có cho mình cái những cái vị tướng có cái sức gây ra hiệu ứng khá là khó chịu. Nhưng mà không phải là T1 không có. Cái mà T1 họ bị gặp một chút cái bất lợi nho nhỏ hơn, đó chính là họ đang có hai xạ thủ thôi. Tức là cái sự bảo kê của họ sẽ cần phải chia ra, trừ khi là Zerg có cho mình một cái vị trí tốt và lại có giao tranh nổ ra thêm lần nữa. Kellyn bị tấn công, Kellyn mất rất là nhiều máu, nhưng Kellyn anh ta vẫn còn giáp. Showmaker đứng vị trí xấu, tốc biến bỏ chạy nhưng vẫn bị Zerg dí theo. Con ven quá xanh của T1, Showmaker sẽ phải nằm lại. Ui. Và đó là mạng dành cho Zerg. Lucid kỳ này e đang là hơi khó về rồi. Lucid ơi, em muốn của DK bị tấn công ở đường giữa. Faker hạ gục được Kingston và DK vỡ trận ở ngay phút thứ 20. Một tình huống mà Kellyn bị bắt lại và kéo theo cả Showmaker. Làm thế nào bạn chạy vực đối phương là Ven đây. Xin ra vào Ven lao thẳng vào thêm trụ bột và Lucid lên bảng với cú triple kill không chính thức. Không chính xác gọi là double kill dành cho vị trí của Zeus mà thôi, với mạng thứ tư của anh ta ở ván thi đấu này. Và Lucid đã không còn trên bản đồ nữa, thì Baron đang mở cờ trước mặt các thành viên bên phía của T1. Họ đang kéo Honor về, họ đang kéo cả Zeus về với pha mở Baron trước đến từ Ubayushi, Faker và Keria. Kellyn và Aiming, bộ đôi đường dưới của DK bằng cách nào để có thể can thiệp trong tình huống này đây? Showmaker tới với một cú dịch chuyển và anh ta có trừng phạt với sách phép. Thêm một cú dịch chuyển nữa đến từ bên phía của D+Kia, đó là Kingston, và quyết định đến từ T1 là họ sẽ không giao tranh. Nhưng DK đang muốn giữ đam Baron à? Vẫn là 4 đánh 5 nhờ, và DK sẽ cần phải chờ Lucid ra trong pha này. Kyria có dịch chuyển, Kyria có thể quay trở lại được. Cái quan trọng là cả hai đội đều đang không có cho mình những chiêu cuối. Ôi, Kyria đi lạc. Pha này đi lạc là hơi dở nha. Kyria lao thẳng vào, nãy giờ là Aiming. Aiming nhảy thẳng về bên phía bên kia. Từ đó một người đã bị lưu về, đó chính là Honor. Honor đang cố gắng hồi máu, không hồi được nữa rồi. Honor nằm xuống, nhưng Kingston sẽ phải trả giá. Rớt lại tiếp một người Showmaker. Showmaker chịu không có nổi, bắn quá đau. Và ôi, Showmaker anh ta có giáp, anh ta vẫn còn đang sống. Nhưng T1 đang tràn lên. Người đi đầu đang là Kyria. Đó là Gumayoshi lên tiếng. Kellyn bị giữ chân, Kellyn về không nổi rồi. Chưa cuối tới từ Aiming không để làm gì cả. Chỉ còn lại một mình cậu em út, cậu em út nhà DK là Lucid đang rất đơn độc. Một Ven đang thật sự rất là xanh xao. Ba món trang bị lớn cộng với cả giấy nâng cấp
Trong khi đó, ngược lại bên phía bên kia chiến tuyến, ai là người có đủ sức chống chịu để có thể chịu nổi đây? Kingen chưa xong đồ 2, Kelly Nautilus cũng chỉ là một vị tướng hỗ trợ, anh ta cũng không có nhiều tiền để có thể lên đồ như vậy. Thực ra thì bên phía của Dplusia vẫn có thể khóa con Vayne này của Zerg, mặc dù nói rằng anh ta đang xanh, nhưng mà bên phía của DK vẫn có thể chơi những combo như kiểu là móc vào cạnh tường của bẻ cong không gian, hay là những cái pha mở đường áp chế ngay lập tức đến từ Kingen. Ít nhất là anh ta khiến cho Zerg không thể bắn quá là thoải mái ở trong một pha giao tranh được. Nhưng quan trọng là ngoài rớt ra ở ván đấu này, G1 còn tới hai nguồn sát thương nữa đến từ Faker và Gumayusi, cũng đang là những người có đồ 305 đến từ Gumayusi với một con Senna chuẩn bị có được trang bị thứ 3 nhá. Và Faker cũng tương tự là như vậy, khi mà anh ta cũng đang chuẩn bị hướng tới trang bị thứ 3 dành cho bản thân mình. Và cái tốc độ ăn barrel đến từ G1 với Vayne là siêu nhanh. Hai xạ thủ, một con Azir DPS, Lucid có thể có mặt ở trong tình huống này kịp. Nhưng liệu G1 có muốn giữ đa Baron hay không? Đây, 4.400 máu Baron và G1 vẫn đang nhấp nhả rất khó chịu trong tình huống này. Nhưng họ sẽ không muốn ăn thẳng mặt, bởi vì vẫn là 50-50. Và đây là một tình huống mà bên PDK họ đang tìm đường để có thể lui về, nhưng sau đó họ bật ngược trở lại. Nhưng đây là Kyria chống chịu vô cùng là tuyệt vời. Có làm sao dẫn tới cái lên mất rất là nhiều máu. Thủy lôi tầm nhiệt bay thẳng vào nhưng không có ý nghĩa gì cả. Và anh Kingen bị kẹp lại, không ai cứu được anh Kingen cả. Anh Kingen bị 5 thành viên của G1 bắt nạt, nhưng không có thành viên nào của DK vào cứu. Và ôi rớt đăng mình lao thẳng tới bắn, không bị dính làm choáng, quay ngược trở lại tấn công một con Baron. DK họ đang muốn tìm đường để có thể tiến vào. Kyria và Honor vẫn đang chống chịu được sức mạnh từ con Baron này, họ vẫn đang chống chịu quá tốt. Kelly không còn nhiều máu, Smoker không còn nhiều máu, Emin bị bắn một phát hơi đau, phát thứ hai có thể sẽ thấm hơn. G1 vẫn đang cố gắng ăn nốt con Baron này, sau đó họ sẽ rút về. Thậm chí rằng nếu như DK tràn ra, G1 có thể đánh được, nhưng DK họ không còn có đủ tài nguyên để mở giao tranh được nữa. Giữ thế lính ở cánh dưới với hai con xe to, đó là Faker với chủ Surima đằng sau lưng. DK đang muốn tấn công Faker, nhưng Kelin, cú móc của Kelin thành công. Faker gặp nguy hiểm phân chia thiên hạ, Faker còn tốc biến rút lui với cú tốc biến ở hướng ngược lại. Thì G1 với 4 người đang đẩy thẳng vào trụ bà, và sẽ là trụ bà đứng giữa dành cho G1. Bên phía DK thì buộc phải đánh đổi, còn bên phía G1 họ chơi đơn giản như vậy mà thôi. Đây một tình huống bể cong không gian tốt, lưu được hai người vào tường tới từ Kingen, nhưng Kingen mới là người bị bắt nạt. Kingen đang mất rất nhiều máu, Kingen bị hất tung lên và anh ta nằm ở trên không luôn, anh ta không kịp chạm đất. Lại có bể cong không gian tốt, sau từ nhồi vào có cả thủy lôi tầm nhiệt. Lucid có thắng và Lucid chất đau được rớt trong pha này, đang bắn tới từ bên phía của em mình. Smoker cũng đang xả sát thương, nhưng sát thương chưa phải là quá nhiều. Bể cong không gian để có thể tự bảo kê bản thân mình. Bên phía DK họ vẫn có thể tìm được những điểm hạ gục, nhưng bùa lợi Baron vẫn là một cái ngưỡng sức mạnh quá lớn từ G1. Họ tiếp tục duy trì thế đẩy với 4 thành viên vẫn còn trên bản đồ, mặc dù là không còn rớt. Với cái vị tướng Vayne này, khi mà bật chiêu cuối lên thì sẽ có cái tăng hình và rớt. Thần sấm ơi, cậu ấy sẽ cần phải rất cẩn thận trong những phút sắp tới. Và ui, con mắt kiểm soát ở trong phần bùa xanh, con mắt kiểm soát trong cái bùa xanh đã giúp cho rớt biết được rằng mình gặp nguy hiểm. Và khi rớt lui về, áp lực được đẩy vào khu vực đứng giữa, nhưng Showmaker có mặt ở đây không có vấn đề gì cả. Bên phía DK họ vẫn sẽ phòng ngự được, nhưng họ sẽ không có thế kiểm soát ở khu vực hang Baron. Thoáng thấy cái bóng của con Virgo, Lucid là rớt đi về luôn, không có nhấn nhá gì cả với việc làm cóc cả. Và một cóc đổi lấy một Baron, đã lời cho T1 rồi. Một pha bắt rớt không thành công, và cái giá phải trả là mất luôn con Baron thứ hai dành cho bên phía của T1. Và với con Baron này thì T1 họ sẽ triển khai thế lính ở khu vực đứng trên. Và nãy giờ thì Kyria vẫn đang giữ thế lính rất tốt ở cánh trên này. Nhà lính của bên phía DK đã hồi lại khu đứng giữa rồi, nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ bị hủy diệt rất nhanh với sát thương hiện tại đến từ vị trí của Zeus mà thôi. Thì Wan đang đẩy hai đường vào bẻ cong không gian đến từ vị trí của Honor. Showmaker dính luôn cho mình pha căng trường lao thẳng vào. Showmaker mất quá nhiều máu rồi, và anh ta sẽ không thể phòng ngự được nữa. Kingen cũng tương tự là như vậy, hai sát thương là Faker và Gubayushi làm quá tốt với khả năng gây đam ở tuyến sau. Trong khi đó thì Honor, Kyria đang cản ở tuyến trước, Kelly đang có một pha vòng sau. G1 đang bình thẳng vào vị trí đứng của Kelly, họ đặt thấu kính vào phát hiện ra con Nautilus ở phía sau lưng của mình, nhưng họ đang không quan tâm lắm vào Kelly, họ đang muốn có một pha lấy ba đường lính siêu cấp sau một loại Baron thứ hai. Tốc độ dọn lính của DK là không đủ nữa rồi. Em mình đứng cao, em mình giữ chân, em mình bị hất tung, em mình anh ta vẫn sẽ có thể về được trong cái pha này, nhưng em mình đã out hoàn toàn khỏi giao tranh rồi. Kingen bị tấn công, Honor lao thẳng vào, Honor rất tự tin. Ôi sớt, rớt bị trụ bắn, rớt bị trụ bắn, rớt nằm xuống, nhưng nhà của DK bể rồi, rớt nằm xuống không sao cả. Nhà DK đã bị bể. Em mình lao ra tấn công, Humaoshi đã bị tấn công, Humaoshi phải nằm xuống rồi. Chỉ còn Kyria mà thôi, chỉ còn Kyria mà thôi, và Kyria làm được. Kyria vẫn làm được trong tình huống cuối cùng này, và chiến thắng 2-0 dành cho T1. Hơi thoát tim một chút khi rớt nằm xuống, nhưng không sao cả. Honor còn cái giáp hồi sinh, sát thương cuối cùng vào nhà chính thì thuộc về Honor với một tình huống endgame hơi đau tim đến từ bên phía của T1, nhưng họ vẫn có thứ họ cần là chiến thắng 2-0 trong cầu đấu BO5. Có một ván đấu để có thể có được ưu thế dẫn trước 2-0 trước bên phía của Dplusia, một ván đấu mà
nhở, ván này thì không còn bất cứ một cơ hội nào dành cho các thành viên còn lại để lấy POG nữa. 100 POG sẽ thuộc về Zeus. Thường thường khi mà nhìn về phía T1 thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ muốn chơi đội hình theo thiên hướng là hai xạ thủ ở đường dưới, nhưng mà có lẽ là không phải trong trận đấu này rồi. Họ vẫn muốn đảm bảo được một chút cái sự an tâm bằng việc là lấy về Renata để có thể phá giao tranh những cái con bài mang thiên hướng băng bổ vào như là Lee Sin, Ari và Real bên phía DK là vô cùng là khó chịu và không thể nào để cho Gumayushi hoặc là Kirea, nếu mà chơi hai xạ thủ thì nó sẽ khá là yếu ớt, khá là máu giấy, như vậy là sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng bên phía T1 họ buộc phải đưa ra một cái sự đảm bảo dành cho mình để có thể sẵn sàng bước vào những cái tình huống kiểm soát giao tranh lớn ở giai đoạn giữa trận đấu mà thôi. Tôi đang thấy có một bạn khán giả đang ngồi trên sân khấu của LA Park với tấm biển có ghi chữ tiếng Việt là cổ động viên của T1. Vâng. Okay. Tôi thấy từ ván 1 rồi cơ. À thế á? Thấy từ ván 1 luôn rồi. Chúng ta có những cái khán giả đến từ Việt Nam mà đang có mặt tại LA Park và đấu rất sôi động đến từ bên phía của T1 và D+K, mặc dù tỷ số đang là 2-0 dành cho T1. Hy vọng rằng DK sẽ cho chúng ta một ván đấu thứ 3 hấp dẫn với có thể là một ván thắng để mở ra ván thi đấu thứ 4. Hay chăng là chúng ta cùng đến ngay với ván thi đấu thứ 3 trong kèo đấu đầu BO5 giữa D+K và T1. Cam rớt rồi, rất không tốc biến, không kiệt sức. Kingston thì đang có lợi thế 2 phép bổ trợ và rớt có thể gặp nguy hiểm. Lao móc điện đầu tiên thành công, 6 âm lần này thì không có gì để né nữa rồi và rớt nằm xuống với mạng chiến công đầu cho Lucid. Hai pha tấn công liên tục đến từ Lucid ở khu đứng trên và anh ta tưởng thưởng một cách rất xứng đáng với điểm chiến công đầu với một cái thế lính quá xấu dành cho Zeus. Đây sẽ là một đợt lính đẩy chậm vào đến từ Zeus. Không có ai can thiệp, không có ai để có thể bảo kê Zeus trong pha vừa rồi và anh ta phải lên bảng điểm số. Một đợt lính reset được Zeus đẩy thẳng vào thềm trụ 1, Kingston đón được thành công và chỉ số lính đang là cách biệt khá là tốt đến từ Kingston so với lại Zeus ở bên phía bên kia. T1 sẽ kiểm soát được con rồng nguyên tố nhưng bù lại thì ở cánh trên Lucid sẽ có được một pha ăn rất là thoải mái ba con sâu hư không. Pha này Zeus tôi nghĩ rằng là không chỉ tốn thời gian đâu. Nhiều khi anh ta sẽ phải nằm lại nếu như Lucid tiếp cận, Lucid quyết định là không tiếp cận. Lucid sẽ có thông tin. Ơi từ, Lucid sẽ có thể đi lạc trong cái pha này nhưng không. Lucid biết được rằng là Honor đã di chuyển qua ở đường giữa. Faker lao thẳng lên đẩy Showmaker về trụ, có phi hồ để Showmaker có thể thoát lui về được an toàn. Ở đường trên Lucid bị tấn công nhưng Kingston đang tới, Honor buộc sẽ phải lui nhẹ về một nhịp khi mà Zeus đang bị đẩy. Ở đường dưới giao tranh nổ ra, Guma bị làm choáng. Guma anh ta sẽ có cứu cánh trong cái pha này, vẫn đang bắn ngược trở lại, bắn rất thấm vào người Kaelin, có cứu cánh và mạng dành cho Kirea. Guma vẫn còn đang sống, Guma đã phải trả mạng rồi. Em Minh là người có điểm hạ gục đó. Giao tranh rất lớn nổ ra ở khu vực nửa dưới. Còn Kalista của anh Minh đang bị áp lực nha, nhưng mà Guma chưa hồi lại thanh tẩy. Ôi đầu rồi. Tiên là xuyên tâm kích đã hắc kim thuật sau. Guma vẫn còn tốc biến ở trong pha thi đấu này. Hấp trận điên loạn được thảy ra để bảo kê dành cho Guma UC và cái định mệnh vây gọi vừa rồi nó không thành công. Tốc biến đi đến từ Guma quay trở lại hit and run Kaelin 1.0. Kaelin vẫn chưa lên bảng đếm số 1.0. Guma không bắn được đòn cuối cùng, hộ thể kiên định. Guma có cứu cánh, anh ta vẫn kéo được Kaelin theo mình, nhưng đó là bảng thứ 3 dành cho DK với điểm hạ gục thứ 2 dành cho Kalista của anh Minh. Bắt đầu là cả DK và T1 tăng tốc cái ván thi đấu này lên và Zeus đang bị sấy tương đối đau ở khu vực nửa trên của bản đồ rồi. Liệu rằng là có đủ sức để tiếp cận được khu vực nửa dưới bản đồ để sẵn sàng cho một pha giao tranh lớn ở khu vực hang rồng hay không đây? Có lẽ sẽ là hơi khó. Honor đang bị tấn công, Lucid đứng sẵn ở trong khu vực bụi cỏ đằng sau lưng bùa đỏ để chờ nhịp di chuyển ra tới từ bên phía DK để họ cũng là những người muốn xác định kiểm soát cho mình con rồng này. Bên phía T1 đã có rồng trước, DK họ sẽ không dễ dàng buông bỏ con rồng ấy đâu khi mà cánh dưới của họ em mình đang tương đối là sang sao. Như tôi đã đề cập thì với việc là Faker không còn cả tốc biến và cả phân chia thiên hạ nữa thì T1 sẽ cần phải cân nhắc, và thậm chí là cả Kingston cũng đang muốn di chuyển. Đây là một con Rumble chưa xuống núi, Kingston có một lượng farm hoàn toàn là áp đảo so với lại con TF của Zeus nhờ vào cái khả năng áp lực đến từ cả Kaelin và Lucid. T1 vẫn không muốn buông bỏ nhá. Honor sẵn sàng với thông nổ nhưng rõ ràng là tài nguyên của họ là không đủ để giao tranh và quyết định là bỏ con rồng nguyên tố vào tay các thành viên bên phía của D+K. Rõ ràng rồi, họ chủ động hơn với pha swap lane này và DK làm sớm hơn T1 với tình huống kiểm soát sứ giả, và họ sẽ có được con sứ giả với trừng phạt và với cả giày vò của Kalista nữa. Đơn giản là con sứ giả khen hớt dành cho bên phía của D+K, họ sẽ về cánh trên và phải có sự bảo kê đến từ cả Lucid và Kaelin giúp cho mình quay trở lại đường với nhịp farm cùng với lại con Ash ở bên phía bên kia của Mayoshi. Hai xạ thủ đang farm khá là cân nha. T1 đang muốn tấn công à, bắt tay không thành công đến từ Kirion đang vòng lên, có một pha tấn công, mục tiêu là Kaelin.
bất khả kháng, không thể lay chuyển khá tốt. Đại băng tiên đẩy thẳng vào một pha phản công đến từ kéo liên hợp chất liên loạn, một pha kéo định mệnh vẫy gọi về tốt đến từ vị trí của Ê Minh và pha hất tung thành công. Honor có cứu cánh Showmaker, anh ta lùi về với một pha phi hồ tốc biến qua đến từ vị trí của Egumayushi nhưng nó không đủ xa thường. Và bên phía của Diplosia có một tình huống lấy ba mạng của T1 với pha đánh nhau cánh trên vừa rồi. Bên phía của T1 họ sẽ phải giao tranh như thế nào đây? Bây giờ thì cái quyền kiểm soát T1 họ đang có là tương đối nhiều. Lucid có thể bị tấn công trong cái pha này nhưng Kira quyết định là sẽ không sử dụng cái bắt tay. Khi mà thành viên của T1 tập trung lại ở khu vực đường giữa là không bằng so với cả DK. DK tập trung lại cả 5 người sẽ có tài xế lên con xe này để hút vào, đó chính là Kingen. Đã có rồi, Honor lao thẳng vào để một người về đây chính là Kingen. Hất tung Kingen lên, Kingen bị tấn công rất là nhiều. Kira mất quá nhiều máu buộc phải dùng cú đánh để có thể bỏ chạy. Gumayoshi đang nỗ lực để có thể bắn, Faker đang cố gắng để có thể xỉa nhưng sát thương dứt điểm là không có. Và DK họ vẫn sẽ còn có đủ tài nguyên, đủ máu để tiến ra rồng. Họ không mất bất cứ một cái cú chiêu cuối nào ở trong tình huống đánh nhau vừa rồi. Khu đường giữa cả sĩ quan phòng ngự thành công con sứ giả, ít nhất là họ vẫn giữ được cái trụ bột ở khu đường giữa, tránh cho một con sứ giả đổi lấy một trụ. Nhưng đây vẫn là một pha trao đổi quá lợi thế dành cho DK rồi. Tài quyết họ không mất cái gì cả, không mất bất cứ một cái chiêu cuối nào hết. Và rồng miễn phí dành cho DK là một cách tương đối là dễ hiểu mà thôi. Một cái cơ hội để cho bên phía DK họ sẽ tiếp tục kiểm soát mạnh hơn nữa ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Bây giờ T1 để xem là cái phản ứng của họ sẽ là như thế nào đây. Họ sẽ phải cố gắng để có thể tìm kiếm được một công trình nào đó. Hải băng tiễn trúng vào Showmaker, trồng thêm một cú bài vàng nữa. Showmaker bắt buộc phải tốc biến đi, dịch chuyển quay ngược trở lại. Faker vẫn bay, wow. Showmaker về và Showmaker lên bảng điểm số. Một pha tấn công nhanh đến từ bên phía của T1 và họ có được mạng đến từ đường giữa của đối phương. Tôi đã nói rằng là T1 cần phải làm mọi thứ để bảo vệ được cái trụ đường giữa. Và đúng thật là họ đã làm tất cả mọi thứ họ có thể trong pha vừa rồi. Faker dịch chuyển tốc biến, phân chia tiền hạ đẩy được Showmaker về. Và đó là rớt cầm bài vàng đứng chờ sẵn, đợi khi nào mà cái nhịp bị làm choáng của Showmaker hết mới bùng ra. Bây giờ thì con rồng đã có mặt ở trên bản đồ, đó là con rồng thứ tư của cái ván thi đấu này. Bên phía T1 họ sẽ không thể nào dễ dàng bỏ con rồng này được, bởi vì đó là sẽ là một con rồng rất phản lề đối với cả Diplosia. Rồng đang được DK triển khai và đây là cú định mệnh chọn Kingen là mục tiêu. Kingen mất tốc biến, Faker lao thẳng tới. Ôi, Honor tốc biến được vào con tường. Mưa tên lửa được giải ra nhưng Kingen vẫn đang bị xỉa, hất tung ba người tới từ Honor. Con rồng vẫn còn rất nhiều máu. T1 đang có lợi về người, một pha xử lý lỗi của Honor nhưng không sao cả. Hôn gió chính xác, Faker bị tấn công, Faker mất rất nhiều máu, lui về được rồng dành cho T1. Một tình huống lao vào bị chặn lại tới từ Kaelin, hợp chất liên loạn rất là đẹp, phá giao tranh hoàn toàn. Lucid đang hơi đơn độc, Lucid bị làm chậm, bị tấn công, bị bắn thường, bị tất cả mọi thứ dồn vào. Và T1 một lần nữa giao tranh chiến thắng. Họ tìm được Kingen với một tình huống đáp xuống định mệnh của Zerg với bài vàng lăm lăm trên tay. Và thêm vào đó nữa là cả lưu động, mặc dù cú tốc biến đến từ Honor với pha hùi vai thì nó không qua tường. Nhưng không sao cả, Honor vẫn sống. Trong khi đó thì Kingen nằm lại. Và khi Kingen lên bảng điểm số, mất mưa tên lửa, mất sát thương đến từ DK, họ mất về người nữa, 4 đánh 5. Quá khó để DK có thể cản bước được T1. Và phải nói rằng Kira cũng có một pha sử dụng cho mình hợp chất liên loạn kết hợp với tốc biến một cách quá tốt để phân ra đội hình bên phía của DK ra. Họ tách đội hình của DK ra, không cho họ tập trung lại. Và T1 có một pha giao tranh thắng lợi, 6 đều là tỷ số với điểm hạ gục. Và với việc Lucid đã phải nằm xuống, đây là một loại Baron ở phút thứ 25 dành cho bên phía T1. Rớt lách thành công, tình huống hôn gió của Showmaker. Showmaker thấp bao, Showmaker nằm xuống với chiến công dành cho vị trí của Rớt. T1 vẫn tiếp tục giao tranh, lách thêm một cú xuyên tập kích nữa đến từ vị trí của Rớt. Mưa tên lửa chạy ra, hai người của T1 đang bước ở trên mưa tên lửa, đó là Faker cũng như là Rớt. Rớt cuối cùng đã bị shut down bởi con Kalista trong tay của Aiming rồi. 1-1, DK bóc được một loại Baron đầu tiên của T1. Và T1 mất vua loại Baron, một vua loại Baron, và cái vua loại Baron cũng khá là quan trọng ở vị trí của Rớt, người đẩy cánh chính. Nhưng họ vẫn đang cố gắng triển khai ở khu vực đứng dưới. Một cú định mạnh đáp xuống, mục tiêu chắc chắn là Kaelin và Kingen rồi. Hấp chất liên loạn lại thầy ra chúng hai người. Và khi góc này thì Kingen và Kaelin, ai cứu họ đây? Hai mạng dành cho thành viên bên phía của T1. Showmaker thấp máu, bắt buộc phí phiêu rút lui. Lucid có một cú sóng âm thành công nhưng anh ta chắc chắn sẽ không dùng vua ảnh cương vào, bởi vì anh ta nhấn cú Q2 là anh ta cũng sẽ phải bỏ mạng ngược trở lại. Hai mạng cộng thêm dành cho bên phía của T1 và họ vẫn đang còn thời gian đến từ bộ lại Baron. T1 vẫn chưa tìm đến vị trí của Lucid. Họ đã hình như đã biết Lucid đang cướp bãi đá ở cánh trên và họ đẩy 4 người xuống cánh dưới. Một mình Kingen là không đủ phòng ngự, Showmaker đang đẩy ở đứng giữa. Reo trong tay của Kaelin bây giờ mới xách cái ngọn thương của mình xuống, nhưng liệu có kịp hay không? Kaelin đang có một pha bốn vòng sau, anh ta cắm mắt phát hiện ra bốn thành viên bên phía của T1. Không có dịch chuyển đến từ giữa trong pha này, anh ta cũng không có định mệnh. Nếu như đánh nhau xảy ra, T1 có thể sẽ gặp khó với một pha bốn đánh năm. Mưa tên lửa trải ra, nó không có quá nhiều tác dụng. T1 sẽ trèo kéo nhau về trong pha này mà thôi. Họ đang có trụ Surima đứng dựa lưng.
Lucid đã có cú sáu gầm nhưng nó sáu gầm vào trúng vào vị trí của Poppy trong tay Honor thì sẽ không có một cú nhân vô ảnh cược. DK đang không cho bên phía của T1 về, họ đang khép góc. Nhưng T1 đang dìu nhau về, liệu có dìu được thành công hay không đây? Một cú bắt tay thành công, sát thương của Zone vào vị trí của Kellyn, mất quá nhiều máu, mất thêm đinh mạnh vây gọi nữa rồi. Showmaker lao tới với tình huống phi hổ nhưng chưa có hồn gió. Faker băng thẳng vai tá đầy miệng bốn người bé đó là Aiming gặp trên điện loạn vẫn là quá điểm. Nhưng Faker một chấm máu, Faker nằm xuống với sát thương cuối cùng thuộc về Aiming. Và thêm vào đó là Guma Yushi lên bảng điểm số. Kerrian một mình chống ba, anh ta chắc chắn cũng sẽ đi theo đồng đội mà thôi. Bốn mạng tràng ngược trở lại dành cho bên phía của Diplosia. Những cái giá phải trả trong tình huống lấy bốn mạng này là cái gì đây? Một trụ thứ hai đứng trên dành cho T1 với khả năng đẩy cánh của Zeus. Và đó là chính thức toàn bộ 6 cái trụ ngoài đã bị phá hủy tới từ nhà của DK. Các thành viên của DK chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải dành lời khen. Họ đã cực kỳ nỗ lực để có thể cố gắng câu kéo đi bùa lợi Baron và ngăn cản không cho các thành viên T1 dễ dàng biến về. Nhưng chính vì cái lượng lớn thời gian mà DK bỏ ra như vậy đã giúp cho Zeus có hàng tấn hàng tỷ khoảng trống để tiếp tục khai thác vào công trình. Và dù gì đây cũng là game đánh nhà và T1 đang là người có lợi về nhà. 4 đánh 5 như đã đề cập thì rất khó ở trong pha này. Và con rồng nguyên tố hình như nó cũng sẽ thuộc về bên phía của Diplosgam thôi. Con rồng bản lề để giúp cho họ gần hơn với linh hồn rồng lửa. Chúng ta cùng nhìn lại pha này. Mặc dù Faker đã làm rất tốt rồi và cái hợp chất đế loạn nó tiếp tục thảy ra chúng rất nhiều thành viên, nhưng Aiming vẫn đủ sát thương để có thể tiến Faker nằm xuống. Ingun tiến Guma Yushi lên bảng điểm số theo và Keria với một con Reata không còn đồng đội xung quanh nữa, anh ta cũng phải bỏ mạng ngừng trở lại. Thì cây đang hướng sự chú ý của mình xuống cánh dưới nhưng mà con rồng nguyên tố còn khoảng tầm 30 phút hơn nữa nó mới sinh ra cơ. Keria cũng phá bắt tay rất hay và Lucid cả mắt hộ thể rút lui. Lucid còn tốc biến dính đại băng tiễn rồi. Honor tìm góc ủi vai dính tường, bên này định mệnh vẫy gọi kéo vào và người bị bắt lại là Zerd, không kịp úa gì cả. Zerd nằm xuống nhưng Guma Yushi đang free shot. Ingun đang có thể nằm xuống pha này, tốc biến theo đến từ Guma để có được một pha 1-1. Nhưng không, 1-2 khi mà Lucid trước đó đã đi theo vị trí của Kingun rồi. Đây sẽ là tình huống mà T1 có rừng, còn với DK thì họ không có Lucid nữa. Sẽ là Baron miễn phí dành cho T1 mà thôi. Và chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau về khả năng đẩy của T1 thì họ sẽ có cho mình con Baron này. Tình huống khâu tim đến từ vị trí của Garia khi mà... Nhưng anh ta tỉnh táo, không có mắt, không đi xuống cánh dưới làm gì cả. Bởi vì anh ta làm con rè ta hỗ trợ và nhường cái nhường cái sân chơi này dành cho Zeus. Garia có thể không mắc bẫy nhưng Zeus bị bắt lại rồi. Hắc kim thuật sau đó hôn gió trồng vào mạng dành cho Ari. Và bùa lại Baron của T1 sẽ mất một. Và tiếp tục là Zeus lên bảng điểm số. Rồi lần này thì chính thức là toàn bộ dàn trụ ngoài của DK đã bị phá hủy rồi. Kellyn đang tìm đường để có thể vòng sau, đã có dấu hỏi chấm của T1 rồi. Họ ăn trụ xong họ sẽ lui về, họ chạy dần lên khu vực nửa trên của bản đồ, dịch chuyển bọc đầu tới từ Showmaker nhưng bọc hơi sai hướng rồi. Ui, mưa tên lửa giải ra khá là đẹp. T1 đang bước trên cái thảm lửa này, đây không phải là thảm đỏ, thảm lửa này rất là đau. Kellyn đã bắt đầu tiếp cận, người đang đi đầu tiên đó chính là Kyria bên phía T1. Anh ta sẽ có thể đưa được T1 về với cú R vẫn đang còn trên người, dựng trụ Shurima lên để sẵn sàng cho một pha giao tranh thêm một lần nữa. Lại là cái thế 5-4 nhưng DK họ không có cơ sở để lao lên nữa rồi. Hôn gió vào Honor nhưng Honor rất cứng cáp và DK buộc phải lui về trong pha này. 10 giây nữa Zeus sẽ xuống bảng và anh ta có được cái định mệnh. Cái gần ván này thì anh ta lên theo kiểu là semi, tức là anh ta không lên thuần sát thương với một con Rumble và cái pha mưa tên lửa vừa rồi. Mặc dù nó khá là tốt với pha làm chậm nhiều người nhưng nó cũng chỉ vào hết cái Suari mà Kyria anh ta nhấn mà thôi. Kyria tiếp tục có một pha vòng sau rất khó chịu với cái hợp chất điên loạn sẵn sàng. Cú bắt tay đẩy Lucid về, rồng còn khoảng tầm 8.000 máu. T1 đang giữ đam rồng trong tình huống này. Kellyn mất khá nhiều máu với pha xỉa chất lượng đến từ Faker, dùng cát lưu động rút lui con thông nổ, tốc biến áp sát vào vị trí của Honor. Đại bằng tiến ngay lập tức, Honor giữ lại rồng dành cho bên phía T1. Anh ta tốc biến được ở những giọt máu cuối cùng. Giọt đang cố gắng cấu rìa kinh ngưng thấp máu và phản công đến từ bên phía của T1. Nộ lòng cước đá một người đi đến từ vị trí của Lucid nhưng anh ta bị cô lập. Anh ta lên bảng, kinh ngưng cũng sẽ đi theo mà thôi khi không còn tốc biến đến từ anh kinh ngưng nữa. T1 có hai mạng, Faker dịch chuyển vòng sau. Một mạng vẫn trên đã đẩy hai người, ba người về. Aiming nằm xuống, Faker tìm kiếm thành công hai mạng dành cho T1. Và chiến thắng 3-0 đang đứng trước mặt T1 ở trong tình huống này khi mà Showmaker là người cuối cùng lên bảng với cú triple kill dành cho Faker. Và tình huống kết liễu ván đấu, T1 sẽ thắng 3-0 để gặp Hawaii Sports ở chung kết nhánh tour Playoff LCK mùa xuân năm 2024. Một pha giao tranh thật sự là quá hoàn hảo của T1 và Aiming với gương mặt sững sờ không thể làm được gì hơn nữa rồi. T1 quét trắng Diplosia ở ngày thi đấu ngày hôm nay. Một cái trận BO5 diễn ra cũng vô cùng nhanh chóng và thật sự là rất một chiều.
Mặc dù đã có những thông tin rằng T1 họ gặp vấn đề khi tập luyện cùng với nhau ở Gaming House, nhưng khi bước lên sân khấu chính thì không có vấn đề gì đối với Faker và những người đồng đội. Xin chúc mừng đoàn quân T1.